Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tham dự một cái chương trình gọi là thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu với chiếc Honda Civic 1.5 Turbo đời mới. Và đoàn có rất nhiều người, rất nhiều xe. Mỗi xe gồm có 3 người, tôi và anh Tuấn sẽ là đồng đội trong cuộc thi này. Và có một cô gái rất xinh đẹp của công ty Honda Việt Nam. Cô này sẽ làm hoa tiêu và cũng như là giám sát tất cả hành trình chúng tôi đi. Bây giờ kế hoạch của tôi sẽ là đi điều ga không phanh. Và mọi người phải thật ngồi im, không được lắc lư, bởi vì lắc lư cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ cân bằng của xe. Rồi bây giờ tôi sẽ vào số. Mọi người sẽ bấm đồng hồ để đo thời gian đến đích. Giờ tôi sẽ reset, khi reset chúng ta sẽ đi luôn. Ấn reset. Rồi, bắt đầu. Điều ga thôi. Điều hòa chúng tôi sẽ để ở cái nấc nhỏ nhất. Và nhiệt độ tôi sẽ để vừa phải, không làm lạnh cũng không làm nóng, để cho điều hòa tiết kiệm nhất. Và rất hay ở trên chiếc xe này đó là có cái nút Econ. Cái nút Econ này nó sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhưng mà muốn tiết kiệm nhất thì vẫn phải là đi điều ga và không phanh. Và phải vào được Cruise Control là ga tự động ở đây. À, cái đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Gần 1 phút có lẽ tôi sẽ phải dừng xe và tắt máy. Nhiệm vụ của anh Tuấn và chị Linh sẽ là phải chỉ đường cho tôi. Và làm sao khi gần đến đoạn rẽ khoảng 1 cây, 500m, rồi 100m là phải báo ngay cho tôi, để tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để tôi lái. Nếu không tôi sẽ phải phanh, mà phanh thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiên liệu rất là nhiều. Tôi rất kỳ vọng vào cái đợt thi lần này. Và tôi rất quyết tâm để giành cái giải thưởng lớn nhất cho đội về nhất, có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất là 2 chiếc iPhone X cho 2 người. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đi tiết kiệm. Và rất may là hôm nay là có đồng đội là cô Linh, là hoa tiêu. Cô này hơi nhẹ cân cho nên là anh em mình cũng có lợi thế. Tăng ga từ từ thôi. Nào, tránh nào. Không thể phanh được. Đi trong nội thành này thì chúng ta không thể set up được Cruise Control, hơi tiếc. Bởi vì Cruise Control của chiếc xe này phải đạt tốc độ 42 km/h mới có thể cài đặt. Nhưng không sao, cố gắng đi đều ga và không phanh cũng là một điều cực kỳ tốt. Thậm chí sẽ không bấm còi và không nháy đèn, để không cho những cái thiết bị điện hoạt động. Khi đó máy phát nó sẽ sạc nhiều, thì rất có thể là mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng tăng lên một chút. Thực sự là chỉ 0.1 lít trên 100 cây thôi là cũng có thể biến từ người thứ nhất thành người thứ hai một cách rất dễ dàng. Cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm nhất có thể. Ngoài trời nhiệt độ đang rất là mát mẻ trong cuộc hành trình lần này. Chính vì thế mà chúng tôi cũng không phải bật điều hòa quá mát. Điều này cũng sẽ giúp khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó sẽ tốt hơn. Đi thẳng anh ơi. Đi thẳng à? Ok. Lần sau báo sớm hơn chút nhá. Đã dặn rồi, mình không thể nào mà mình báo muộn như thế. Nếu mà như thế thì mình sẽ bị phải phanh hoặc là phải đánh lái nhiều hơn, vào cua nhiều hơn, nó cũng sẽ tốn nhiên liệu hơn. Rất may quả đấy là mình chưa phanh. Cố gắng mình đi từ đầu đến cuối mà không phanh lần nào là tốt nhất. Cuối đường rẽ trái nhé. Rồi, cuối đường rẽ trái, ok. Rồi, đạt tốc độ rồi, cài Cruise Control 42 km/h. Bây giờ tôi sẽ không đi bằng chân nữa mà tôi sẽ đi bằng tay. Ga thì sẽ ấn nút cộng, mà giảm ga sẽ ấn nút trừ. Hoặc là tắt Cruise Control đi để giảm tốc độ. Như thế thì sẽ tiết kiệm hơn nhiều, bởi vì khi mà chân chúng ta đạp ga thì chúng ta không thể nào mà nhịp nhàng được bằng chính cái hệ thống tự động can thiệp vào được. Nó cũng sẽ giảm tiêu hao nhiên liệu đi rất nhiều. Đến chặng đường trường này thì tôi muốn tăng tốc lên một chút. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta bằng mức tiêu hao nhiên liệu với đối phương thì họ sẽ tính thời gian về đích. Chúng ta sẽ nên về đích sớm hơn. Và tất nhiên không dại gì chúng ta tăng tốc đột ngột mà chúng ta vẫn dùng tay để ga nhẹ nhàng thôi. Đó, đó. Hiện tại tốc độ vẫn đang là 50 km/h và đi ở số 7. Như thế này thì chắc chắn là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ tốt nhất. Khoảng bao nhiêu cây nữa thì về đến đoạn nghỉ đầu tiên? Theo 4 mét thì là khoảng 3 cây nữa. 3 cây nữa. Mức tiêu hao nhiên liệu bây giờ là 4.1 lít. Tôi nghĩ rằng mức tiêu hao này là quá ổn. Hy vọng rằng là không đội nào
vượt qua. Nhưng mà rất có khả năng là đến đoạn đường xấu kia chúng ta buộc phải phanh và đi chậm lại thì sẽ bị tăng mất. Chứ rồi tăng 4,2 lít trên 100 cây rồi. Rõ ràng là cái đoạn đường xấu này buộc chúng ta phải giảm tốc độ, không thể đi cruise control được. Nhưng mà đường xấu là xấu chung, rất may như thế. Hy vọng các đội khác thậm chí là còn phanh. Tôi dám chắc rằng có những đội sẽ phải đi lên 5 lít 100 cây cho mà xem. Bởi vì từ lúc đầu chúng ta đi là có khi phanh tôi đếm chỉ khoảng 2 lần. Sắp về đến nơi rồi, anh Tuấn chuẩn bị điện thoại để chụp ngay cái bức ảnh màn hình đồng hồ lại cho tôi mức tiêu hao ngay sau khi chúng ta đi qua cờ hiệu, để tránh cái việc mà khi đi qua rồi chúng ta dừng lại mà chưa chụp kịp là đồng hồ rất có thể sẽ nhảy thêm 0,1 lít nữa là chúng ta sẽ rất khó khăn để mà cạnh tranh với các đối thủ. Vẫn đang 4.2, nhanh lên, cố gắng. Cỡ rồi, chụp. Ôi, ngon rồi. 4.2 lít là mức tiêu hao nhiên liệu trong vòng đầu tiên và rất hy vọng rằng đây là con số tốt. Không biết các đội sẽ thế nào đây. Lúc nãy nghe bộ đàm thì có vẻ như cũng có đội 4.2 giống mình. Khi bắt đầu tham gia cuộc thi này thì chiến lược của đoàn chúng tôi là hết sức rõ ràng. Không được chạy tăng tốc đột ngột, ga phải đều và sử dụng tối ưu cruise control khi có thể. Thì chiếc xe này chỉ sử dụng cruise control được từ 42 km một giờ thôi, cho nên những cái đoạn mà trong nội đô thành phố chúng tôi cũng hơi gặp khó khăn. Chúng tôi buộc phải đi ga bằng chân và đi rất là đều, nhưng cũng có những đoạn mà buộc chúng tôi phải phanh, ví dụ như những chiếc xe đạp đầu hoặc những chiếc xe tải đỗ ngang đường làm chúng tôi phải phanh. Nhưng mà rốt cuộc thì chặng đầu tiên chúng tôi cũng đã đạt được cái thành tích khá là ổn với mức tiêu hao là 4.2 lít cùng với một đối thủ khác cũng được 4.2 lít nhưng chúng tôi đã về đích sớm hơn. Ở chặng đầu tiên này từ Hà Nội đi Cúc Phương cũng là chặng đường mà có khá nhiều đoạn cao tốc và đoạn đường vắng, cho nên việc sử dụng cruise control là một cái cực kỳ hiệu quả để giảm tiêu hao nhiên liệu. Đồng thời chúng tôi còn tối ưu hóa bằng cách là tắt hết tất cả những thiết bị điện ở trên xe, chỉ để duy nhất lại điều hòa là bắt buộc, còn lại đèn pha chúng tôi cũng không nháy để vượt, còi chúng tôi cũng không sử dụng. Cho nên là đó cũng là một phần để chúng tôi hạn chế được cái mức tiêu hao nhiên liệu thêm một chút nữa. Và bây giờ chúng tôi đã bắt đầu đến chặng thứ 2. Từ Cúc Phương đến Thanh Hóa bao nhiêu cây anh Tuấn nhỉ? 150 cây. Với tốc độ tôi nghĩ rằng sẽ cao hơn mức trước, bởi vì chúng ta sẽ đi vào đường Hồ Chí Minh đúng không? Tôi nghĩ rằng tôi có thể chạy được khoảng 70 km/h, thậm chí hơn. Như vậy là chúng ta chỉ mất hơn 2 tiếng thôi. Chúng ta nên đi nhanh để về sớm hơn, bởi vì nếu như về thành phố Thanh Hóa mà vào cuối tuần giờ tan tầm như thế này, tắc đường là sẽ rất dở. Mình nên đi nhanh hơn một chút. Chạy đường trường tôi sẽ để cruise control tiếp tục. Đoạn này vắng, tăng tốc lên khoảng 79 km/h. Từ từ thôi. Đi đường trường, đồng hồ đang giảm. Giữ làn trái nha, bên phải vừa. Ok. 4.3 lít rồi. Rõ ràng là chúng ta đi vào đường trường ngay là chúng ta tiết kiệm ngay. Hy vọng là về đến đích là 4.0 thì đẹp. Lúc nãy là tôi có nghe nói là đội về thứ hai sát nút với đội mình cũng 4.2 lít. Nhưng mà họ lại về sau mình. Như vậy là mình vẫn đang có lợi thế. Đây rồi, tắc đường rồi. Mình đi sớm mà cũng tắc đường như thế này. Nhưng mà hy vọng không bị nhiều. Cố gắng lên. Xuống 4.0 rồi. Lại gặp tắc đường như thế này thì không biết như thế nào đây. Giảm tốc độ chút nữa rồi phanh anh. Rồi. Vẫn chưa phanh đâu. Chưa phanh một chút nào đâu. Cả chặng này mới phanh có 3 lần thôi nhá. 4.1 rồi. Tăng mất rồi. Cố lên. Anh Tuấn chuẩn bị điện thoại. Qua cờ đi anh. Sắp qua cờ rồi nhá, sắp qua cờ rồi, nhìn thấy khách sạn rồi nhá.
Chúng nào vẫn 4.1 nào? Chưa ga đâu, vẫn 4.1, chụp chưa? Ok, 4.1. 4.1 quá tốt. Chặng thứ hai thì có thể nói là chặng khá dễ dàng bởi vì con đường đi là đường mòn Hồ Chí Minh. Và chặng này thì khá là vắng, đường khá vắng cho nên tốc độ cũng có thể đạt được đến 80 km/h. Và chúng tôi đã có một cái chiến lược là sẽ đi nhanh và về sớm hơn để sao cho không bị tắc đường. Chúng tôi đã tính toán rằng nếu như về đến thành phố Thanh Hóa thì vào cuối tuần, nhất là giờ tan tầm thì đường sẽ khá là đông. Nếu như mắc phải cái đám đông tắc đường đó thì rất có thể là nhiên liệu sẽ tăng lên khá nhiều. Và quả thật đúng là như vậy, khi mà chúng tôi tăng tốc nhanh và cũng là chiếc xe đầu tiên về đích, cả đoàn còn lại đã bị vướng 2 lần tắc đường. Và người về thứ hai cũng chênh so với chúng tôi là 0,2 lít. Có nghĩa là chúng tôi đã vượt họ lên đến 0,2 lít xăng trong 100 km. Một con số như vậy có thể nói là rất đáng kể. Và thực sự nói là lần này khá may mắn khi mà chặng thứ hai của chúng tôi đã xác định đúng kế hoạch. Và cũng rất may là cái tắc đường đó lại là một cái lợi thế dành cho chúng tôi. Và chặng thứ ba có lẽ là chúng tôi sẽ dễ thở hơn khi mà chúng tôi đã được nới rộng khoảng cách so với những đối thủ bám sát đuôi. Vâng, bây giờ chúng tôi đã bước vào chặng thi thứ 3, vừa reset đồng hồ xong. Chặng thi này thì chúng tôi sẽ phải đi từ thành phố Thanh Hóa về đến Nghệ An. Đi đường 1 thì thực tế mà nói thì đường này cuối tuần nó sẽ không đông. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đi xuyên qua nhiều trung tâm thành phố và sẽ có rất nhiều xe tải. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bị phanh quá nhiều và luôn giữ được cruise control. Như hiện nay chúng tôi vẫn đang chạy ở trong đường thành phố và vẫn đạt được tốc độ 42 km/h và cài cruise control. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là nó nhanh. Giá như chiếc xe này mà cruise control được từ 30 km/h thì sẽ ổn hơn. Bởi vì đi nhanh như thế này mà không phanh thì cũng hơi lo lắng một chút. Bởi vì tránh. Đấy là việc của chúng ta đi không phanh. Nhiều khi chúng ta phải hơi mạo hiểm một chút. Nín thở đi Linh ơi. Phải nín thở và không được lắc lư nhá. Lắc lư là sẽ mất trọng tâm, là xe sẽ rất có thể ảnh hưởng đến việc cân bằng. Lúc đấy là sẽ phải tốn nhiên liệu hơn. Đường xe to quá. Đường mà xe tải như thế này thì hơi mệt. Nhưng sẽ cố gắng để duy trì cruise control và không phanh. Mức tiêu hao bây giờ đã là 4.3 rồi. Tôi thì tôi kỳ vọng nó xuống nữa cơ, bởi vì ngày hôm nay không phải là quá đông. Rất may là đường 1 hôm nay không đông. 4.2 rồi, rất tốt. Hy vọng đi một quãng nữa thì chúng ta sẽ xuống 4.0. Cả hai chặng vừa rồi thì chúng tôi có sử dụng một chiến lược rất hay, đó chính là không động đậy và không được uống nước. Bởi vì uống nước nó sẽ đầy bụng, no bụng mà rất dễ bị ảnh hưởng và phân tâm. Bởi vì nếu như mà bụng mà căng quá thì chúng ta phải tìm đường để giải thoát, cứu nước. Và chúng tôi dứt khoát là không dừng xe để cứu nước. Chúng tôi ngồi yên trên xe, cũng hơi khó chịu một chút. Nhưng mà vì giải thưởng rất là lớn nên là quyết tâm cao độ. Rồi xuống 4.0 rồi, tuyệt vời. Nếu mà cứ duy trì như thế này, không biết chừng chúng ta sẽ xuống được 3.8. Và từ đầu chúng tôi vẫn chưa hề phanh một lần nào. Tuyệt vời. Nếu xuống 3.8 chắc vô địch luôn đấy nhỉ. Tôi nghĩ là không phải là. Vâng, xuống 3.8 rồi anh Tuấn ơi. Cố gắng duy trì, cố gắng duy trì. Bây giờ mà về đến đích mà 3.8 thì tôi tin chắc là tôi nhất luôn, chứ không cần phải bàn thêm gì nữa. Không biết là có đội nào cũng về được 3.8 như mình không. Xin nhan dạy trái cuối đường anh ạ. Xin nhan dạy trái à? Ok. Đoạn kia đúng không? Ok, ok. Đã nhớ, đã nhớ. Mặc dù là không dùng còi với không dùng đèn nháy, nhưng mà xin nhan thì vẫn nên bật khi rẽ. Không là phạm luật. Tôi cũng không thích bật đâu, nhưng mà chúng ta phải tuân thủ luật thôi. Ôi, lên 3.9 rồi anh ơi.
Tôi biết ngay mà, về đến cái đoạn Đông Đông này là y rằng. Nhưng lúc nãy chúng ta duy trì được 3.8 cũng khá lâu. Cho nên là cố gắng duy trì, cố gắng duy trì. Anh Tuấn chuẩn bị điện thoại chưa? Qua cờ đi. 3.9 lít nào, cố lên. Chuẩn bị chụp nhá, chuẩn bị chụp. Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Được rồi anh ơi. Ôi, 3.9. Tuyệt vời. 3.9 lít trong 100 cây. Hy vọng rằng anh em mình dù không nhất thì cũng cố mà nhì. Tôi thực sự không ngờ rằng cái mức tiêu hao nó lại kinh khủng đến như vậy. Chỉ 3.9 lít trên 100 cây số. Quá tuyệt vời. Sang đến chặng thứ 3 thì chúng tôi phải di chuyển từ Thanh Hóa đến Nghệ An trên con đường 1. Con đường 1 là con đường có thể nói là khá đông, đặc biệt là xe tải và xe khách. Nhưng cũng rất may ngày hôm đó lại là ngày cuối tuần, cho nên là xe cũng không nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi cũng sử dụng được cruise control rất nhiều, và đặc biệt là chúng tôi gần như là không phải phanh trên cung đường này. Tuy nhiên, như các bạn đã biết thì đi trên đường 1 chúng ta vẫn phải đi xuyên qua những thành phố dân cư đông đúc. Chính vì thế mà lúc đó buộc lòng chúng tôi phải giảm tốc độ và không thể chạy được bằng cruise control. Ở chặng này thì có một đoạn cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng tôi lách qua một chiếc xe container và một chiếc xe con khác mà không hề sử dụng phanh. Nếu như ở chặng đường bình thường thì tôi đã dừng phanh và đi chậm lại để cho xe con đó vượt qua. Nhưng chúng tôi đã tính toán được rằng cái khoảng cách giữa hai xe đó vẫn đủ để chúng tôi có thể vượt qua một cách an toàn. Cho nên chúng tôi đã dùng biện pháp là vượt qua để không sử dụng phanh. Và cũng nhờ những lần không sử dụng phanh đó mà chúng tôi có thể nói là đã có một cái thành tích tốt. Ở chặng thứ 3 này thì phải nói rằng tất cả các đội đều chạy rất ổn, và hai đội bám sát đuôi chúng tôi cũng đã có thành tích là 3.9 lít trên 100 km. Phải nói là thực sự rất đáng nể với khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe này, cũng như là khả năng kỹ thuật điều khiển chiếc xe của các đội rất ổn. Thực sự là khi biết là mình là người trúng giải nhất thì chúng tôi cũng không quá là bất ngờ, bởi vì cái mức tiêu hao nhiên liệu chúng tôi đạt được trên chiếc xe của mình, tôi dám khẳng định đấy là mức tiêu hao có thể nói là tốt nhất của chiếc xe rồi. Khó lòng mà chúng ta có thể đi được một chiếc xe nào mà tiết kiệm nhiên liệu hơn mức 3.9 lít trên 100 km. Không ngờ rằng động cơ 1.5 turbo vốn rất mạnh mẽ của chiếc Civic này lại có thể chạy tiết kiệm được đến như vậy. Thực sự là rất bất ngờ.